Mày buông cái tay ra, đưa nút vàng đây. Từng này tiền đã đủ chuộc xe chưa anh? Wow, từng này tiền anh làm cả năm cũng không đầy em ạ. Từng này thì quá đủ, em đi theo anh, chuộc lại xe cho anh. Ok. Cái quán này nè em. Tên chủ quán kia. Có chuyện gì mà hai anh em có vẻ căng vậy? Ô em ơi, cái nút vàng của anh bị mất, sao nó lại ở đây? Mày có phải là người lấy nút vàng của anh tao phải không? Mày buông cái tay ra, đưa nút vàng đây. Nút vàng là của tao. Mày biết đọc chưa? Tippy TV là kênh của anh tao. Mày thấy chưa? Tippy TV. Tao cũng là Tippy TV. Mày còn cày à? Mày ra đây. Ra đây. Mày có khai bao không? Dạ dạ em khai, hai anh tha cho em. Mày đứng dậy mau, khai mau. Dạ dạ, cái nút vàng này là thằng mũ vàng cho em. Thằng mũ vàng đâu? Mày đưa tao đi gặp thằng mũ vàng. Thằng mũ vàng ở trong nhà, đi theo em. Ô, sao anh Tippy lại phát hiện mình ở đây? Mình phải chạy thôi.